Mikel này khi 2-0 thì đã rất thoải mái nhỉ, nhưng sau cùng lại hơi hồi hộp đúng không? Vâng, tôi thì rất vui. Tôi nghĩ cả đội đã chơi tuyệt vời một lần nữa hôm nay. Phải nói về cách chơi bóng, cách đội chiến đấu, chúng tôi trông thực sự nguy hiểm. Suốt trận đấu, chúng tôi đã tạo ra rất nhiều cơ hội. Khởi đầu thì chúng tôi cũng đã ghi 2 bàn đẹp mắt, nó còn có thể là 3, 4 bàn nữa, nhưng đã không được như vậy. Nói về hiệp 2 cũng thế, chúng tôi đã có những cơ hội ngon ăn để chốt hạ trận đấu, nhưng đã không làm được. Rồi thì còn cho đối thủ cơ hội trước vòng cấm, họ đã tận dụng, và đó là giải ngoại hạng Anh. Trận đấu lại mở ra. Nói về hai bàn thắng đẹp mắt, như vậy cũng đã là bàn thứ 101 trong năm qua rồi. Nó đến từ 20 cầu thủ khác nhau lận. Điều này hẳn là chuyện ông cảm thấy tự hào đúng không? Vâng, tất cả cầu thủ đều muốn ghi bàn. Sự đóng góp đã đến từ tất cả mọi người trên sân, qua cách họ tương tác, thay đổi vị trí, tạo ra các khoảng trống. Mối quan hệ của các cầu thủ đang ngày càng tốt hơn và tốt hơn. Hôm nay thì mọi thứ đã rất trôi chảy. Một tuần khó khăn vất vả nhỉ? Những trận lớn và chiến thắng lớn, hẳn là cả đội đã phải đổ mồ hôi sôi nước mắt đôi lúc đúng không? Vâng, nhưng hôm nay thì tôi nghĩ chúng tôi đã tự làm khó mình vì cái đội xứng đáng có được khúc cuối trận thoải mái hơn. Nhưng sau cùng thì vẫn là một trận đấu tốt, có thêm bài học qua chuyện đã xảy ra, cũng như thêm cảnh giác ở các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Tomiyasu đã được thay ra trong hiệp 2, có vấn đề gì không thưa ông? Chúng tôi không biết nữa, phải kiểm tra cậu ấy đã. Tommy hơi đuối một chút và chúng tôi phải thay ra. Cậu ấy sẽ được thăm khám, nhưng đầy hy vọng là không sao cả. Sau cùng, đây là trận đầu trong 8 trận thắng 12, tháng quan trọng ở nước Anh. Ông nghĩ rằng tháng này sẽ thực sự quan trọng cho Arsenal, cho hành trình của mùa giải này chứ? Nó rất quan trọng đấy chứ. Nhiều trận và nhiều điểm số để chiến đấu. Đây đã là một khởi đầu tốt cho chúng tôi. Gabby này, mọi chuyện đã hơi căng vào cuối trận, nhưng sau cùng là 3 điểm rất tốt đúng không? Vâng, ở giải ngoại hạng nó luôn như vậy mà. Chúng ta cần phải ở thế sẵn sàng, bởi vì trận đấu có thể thay đổi chỉ sau một pha bóng. Tôi không nghĩ đối thủ đã tạo ra được nhiều cơ hội. Nhưng như đã nói, chỉ với một pha bóng, trận đấu có thể thay đổi. Còn tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Chúng tôi đã làm tốt, cũng như quan trọng nhất là có được 3 điểm. Việc ghi bàn sớm đã khiến trận đấu dễ hơn phải không? Theo anh, tại sao chúng ta lại không có bàn thắng thứ 3 chốt hạ trận đấu vậy? Thành thật thì tôi cũng chẳng biết, còn thì chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiếp tục tiến lên và không hề chơi theo kiểu đắc thắng rồi. Như tôi nói, chúng tôi đã cố gắng hết mình để ghi thêm bàn, nhưng đã không làm được. Còn thì điều quan trọng nhất ở đây là có được 3 điểm. Anh cũng suýt chút ghi được bàn thắng thứ 3 khi có cú sút trúng cột. Đó là một hình ảnh rất riêng của Martinoli nhỉ, khi tự giành bóng ở góc sân nhà quen thuộc và sau đó băng lên xử lý, suýt chút đã ghi bàn. Vâng, tôi thích vậy. Tôi thì luôn cố gắng hết sức. Có lẽ trận tới tôi sẽ ghi bàn thôi. Trận tới cũng rất nhanh đấy. Gặp Luton hôm thứ Tư, rất nhiều trận trong tháng 12 này. Mặt thể lực của anh thấy thế nào? Vẫn tươi khỏe chứ? Vâng, tôi thấy ổn. Sẵn sàng để ra sân tiếp. Anh nghĩ tháng này có tầm quan trọng ra sao? Giờ cũng 4 điểm cách top 2 rồi. Vị trí tốt nhỉ? Nhưng vài trận tới hẳn đầy quan trọng đúng không? Vâng, tất nhiên rồi. Mọi trận đấu đều quan trọng cả. Còn thì chúng tôi đang đầu bảng. Chúng tôi luôn muốn được ở vị trí đó, cho đến hết mùa giải. Mikel, một lần nữa các đối thủ đã làm Arsenal hồi hộp vào cuối trận đúng không? Tôi chỉ có thể khen các cầu thủ của mình với cách họ đã chơi, chiến đấu. Họ đã rất tuyệt vời. Chúng tôi đã gặp một đối thủ thực sự hay và chúng tôi đã tạo ra được nhiều điều, trong khi gần như không để cho đối thủ làm được gì. Tỷ số đáng ra sẽ rất khác rồi, khi mà chúng tôi đã thực sự không may mắn ở những thời khắc nhất định, dứt điểm trúng cột 2-3 lần, rồi sau cùng khi mắc một lỗi gần khung thành, mà ở giải ngoại hạng chúng ta sẽ bị trừng phạt nặng nề, khi đó trận đấu mở ra. Nhưng tôi thực sự vui với cách mà chúng tôi đã trình diễn, một lần nữa phải nói vậy. Chào Mikel, sau trận ông đã nói chuyện với Declan Rice nhỉ? Có phải nói về bàn thua không? Khi đáng ra nên phá bóng, thay vì để Chinchenko mất bóng, giúp Cunha ghi bàn, khoảnh khắc thay đổi trong trận, mang lại điều tiêu cực cho đội, thay vì một kết quả thoải mái hơn. Không, tôi chỉ khen ngợi cậu ấy với cách đã thi đấu hôm nay thôi, rất vui vẻ, chẳng có gì phải lo lắng ở đây cả. Nói về Leandro Trossard, hôm nay anh ấy xuất phát với vị trí trung tâm, nhưng sau trận lại là ở cánh trái. Đây là điều sẽ thường xuyên diễn ra nữa phải không? Đó là sự đẹp đẽ khi có Trossard. Cậu ấy có thể đá số 9, chơi tiền vệ công, rồi tiền đạo cánh. Trossard rất thông minh và sự năng nổ là tới nóc. Có thể thấy qua cách cậu ấy theo người, pressing, Trossard có tài năng xử lý trong không gian hẹp, tìm được khoảng trống và kẽ hở hàng phòng ngự đối phương. Tôi thực sự vui với cậu ấy. Chào Mikel, Tomiyasu trong tập tỉnh vào cuối trận, có vấn đề gì với anh ấy không? Tôi không biết nữa, cậu ấy cảm thấy gì đó. Tôi không biết là có phải vì quá tải hay không.
chúng tôi đã quyết định ngay là phải thay ra. Chúng tôi không muốn mạo hiểm. Cho xem kiểm tra sẽ ra sao. Martin Odegaard đã chơi rất hay và xuất hiện mọi nơi hôm nay. Chắc hẳn là một cú hích lớn cho đội khi có được một Odegaard lành lặn và sung sức như vậy phải không? Tôi nghĩ cậu ấy đã có hai trận rất hay và Odegaard đang chơi thực sự ổn định, mang đến nhiều điều đặc biệt trước một đối thủ như thế này. Họ đã không chọc phòng ngự quá sâu trước khung thành và tôi nghĩ cậu ấy đã chơi rất hay hôm nay. Chúng ta hẳn đã thấy được những gì Zinchenko có thể mang lại với kiến tạo bàn thắng thứ hai, nhưng đồng thời cũng thấy một mặt khác trong trận khi anh ấy để mất vài đường bóng. Hẳn đây là điều phải chấp nhận khi dùng Zinchenko phải không? Chúng ta phải yêu lấy cậu ấy với hình ảnh hiện tại cũng như tất cả các cầu thủ khác. Zinchenko có những điểm mạnh và điểm yếu. Còn thì điểm mạnh là nhiều hơn cả. Chuyện thì đã xảy ra, nó có thể xảy ra với bất kỳ cầu thủ nào. Chúng tôi phải rút kinh nghiệm bởi vì ở những khu vực như vậy, đó là chuyện phải tránh. Đặc biệt là sau nhiều pha bóng ở giai đoạn trước của trận. Còn thì nó là vậy, chúng tôi sẽ chơi hay hơn nữa. Tiếp theo, tôi muốn hỏi về Gabriel Martinelli, cầu thủ đã có một hiệp một rất tuyệt vời khi lùi về 4-50m để giúp đồng đội, nhưng chỉ chưa đầy một phút sau lại băng lên suýt chút có bàn thắng ở đầu kia sân. Liệu hình ảnh này đủ nói lên những đóng góp của Martinelli tới đội? Để tổng hợp lại thì phải tính luôn cả buổi tập và hôm qua nữa, bởi vì cậu ấy đã làm chính xác tương tự. Tôi đã ghi hình lại nó vì nó thật tuyệt vời. Phải nói đến tinh thần và sự khao khát của các cầu thủ. Chỉ mới ngày thứ hai sau trận trước mà họ như thể đã muốn chiến đấu luôn hôm qua rồi, nên tôi không hề có sự nghi ngại nào vào hôm nay rằng các cầu thủ sẽ làm được. Nói về những con số thì Bukayo Saka đang thể hiện mạnh mẽ qua số bàn thắng và kiến tạo mình có. Còn Martinelli dường như lại chững lại một chút. Có phải là do anh ấy đã chơi quá đồng đội vào thời điểm này? Cậu ấy chỉ là không may ở những thời khắc nhất định thôi. Hôm nay cậu ấy đã có hai cơ hội ngon ăn để ghi bàn đấy chứ. Còn thì sự đóng góp của Martinelli lên đội là bao la, tôi thực sự vui. Tôi thì muốn hỏi về Tomiyasu. Anh ấy đang mang đến những pha bóng chất lượng trước vòng cấm của đối thủ. Ông nói gì về sự tiến bộ trong việc tấn công của Tomi? Hẳn nó giúp mở ra thêm những cơ hội cho Saka đúng không? Để nói thì điều trước tiên cậu ấy đem lại ở mặt phòng ngự là siêu đáng tin cậy. Còn ở mặt tấn công, đó thì Tomi còn nhiều thứ để phát triển và cải thiện hơn. Như việc căn chỉnh thời gian, giữ vị trí, cũng như việc chuyền bóng và các pha xử lý có thể giúp mở ra khoảng trống cho đồng đội. Cậu ấy đang rất sẵn sàng để học hỏi làm được nó. Nên để nói, Tomi là một cầu thủ đã nâng được trình độ lên và vẫn còn những nấc cao hơn để đạt đến. Chào Mikael, Arsenal đang càng đá càng hay hơn với liên tục những chiến thắng. Ông hẳn hài lòng với sự tiến bộ của đội gần đây? Hài lòng với sự tiến bộ và ổn định của đội khi phải thi đấu mỗi 3 ngày, đó là chuyện rất khó khăn để làm được. Nhưng những gì chúng tôi có được tuần qua, chúng tôi phải duy trì điều này khi đang có những điều nhất định mà chúng tôi liên tục thực hiện được trong các trận đấu để giúp kết quả trở nên thực sự tích cực. Cả đội cần giữ lấy điều này, rồi thì những chuyện khác sẽ tới thôi. Để nói thì Arsenal đã có sự thay đổi nhất định trong việc triển khai bóng. Tại sao lại như vậy? Và có gì khác đi so với giai đoạn đầu của mùa giải à? Nó phụ thuộc vào những gì đối thủ làm. Phụ thuộc chuyện đối thủ toàn tính thì chúng tôi cũng làm gì đó. Nếu họ làm chuyện gì khác, chúng tôi cũng tính toán khác đi. Nó phụ thuộc vào cách đối thủ phòng ngự cả. Mikael, nói về bàn thua cuối trận, tôi tưởng tượng là các hậu vệ sẽ phải buồn bã phải không? Vì nó hẳn là chuyện có thể tránh được và cũng chỉ còn ít phút nữa mà thôi. Chắc lúc này trong phòng thay đồ, họ thất vọng lắm phải không? Có thể thấy qua cái cách mà các cầu thủ đã ăn mừng việc phòng ngự khi giữ sạch lưới vào giữa tuần, mọi người có thể tưởng tượng rằng họ vui mừng ra sao. Nên hôm nay, một trận chúng tôi có thể giữ sạch lưới mà lại không thành công, thì sự thất vọng lúc này là điều tốt khi nó cho thấy các cầu thủ mong muốn được nhiều hơn. Yeah, thank you.